Rồi cái này dao con su nè, dao su với lại dao R15 luôn, dao làm 2-3 chiếc luôn sẵn tiện quay, chứ bữa giờ không có rảnh để quay, bữa giờ không quay clip nào đó. Bữa giờ anh em là không quay clip nào, tại đủ là clip cho anh em có xe chạy cho nhanh thôi. Nên sẵn cái này hai dao hai xe rồi quay clip cho anh em luôn. Đây, đây là chủ xe nha. Đây là bên này, bên công ty test xe đúng không? Nhân viên thẩm định xe cũ. Thẩm định xe cũ nè. Nói chung là coi xong là chảy nước miếng, rồi xong là xuống tiền chứ đâu. Đó, thì bên đây thì làm việc thì đi test xe cho anh em. Rồi anh cứ test, anh cứ chạy thử thoải mái nha anh. Chạy thử luôn. Ok, máy móc thì nó ok, giờ anh cho em chạy thử một vòng. Rồi ok ok. Ok ok ok, thoải mái. Em đưa cái nón bảo hiểm, đưa nón bảo hiểm. Nón nào cũng được đó, nón đó đó. Quên chỗ, quên mất xe bạn luôn. Xe đầu tiên của em luôn hả? Dạ đúng rồi. Tự cày tiền tự mua. Rồi. Chung á, tình trạng xe này ok, vô hai cái đập đèn xi nhan nó không còn viên. Ví dụ cái mặt nạ trước này, cái bô thì nó có cày định, nhưng xe này sát xe còn nguyên zin, cặp vỏ của xe rồi còn ok hết. Nói chung là đã chất lượng bên em cũng được. Có cái biên bản cho. Cảm ơn Vinh. Rồi ok, vậy là xong nha. Chúc còn nhiệm vụ của anh là chúc anh dắt em đi cái giấy. Dạ đúng rồi. Rồi cái này là hai anh em sẽ làm việc riêng với nhau. Dạ. Rồi. Bây giờ anh vô sẽ tiếp khách đại ca này. Đại ca này là mua con xe R15 V3. Đồ chơi quá trời luôn. Nói chung là xe này á là mình nói thiệt anh em, mình đăng lúc nó về là 10 phút. Nó về là nó rất là dơ. Tại vì anh em, cái người em bán xe cho mình, nó là người em ở dưới tỉnh á, chạy lên trời mưa rất là dơ, mình chụp dơ luôn, mà anh thấy chất đẹp sao á, lụm liền. Con này là full keo nha em. Dạ. Con này là dán keo trong nha, nè. Dạ. Lột ra là bao mới luôn. Thấy chưa? Đây là anh nãy anh lột thử nè. Đây, lột thử đây là thấy không? Lột ra là bao mới nè, thấy không? Này là keo ra. Giữ răng giới keo ra. Đồ chơi nè. Vỏ là chút anh lau vỏ sau nè, vỏ là xe lướt nè. Chỉ còn rồi, thấy không? Đó. Rồi đồ chơi một đống luôn, em đếm là mỗi miệng luôn. Toàn là vàng ít ô không. Năng bài 10 phút là chốt luôn á. Nè, đồ chơi em đếm thử ra, đếm thử coi thử biết cái gì không. Bình dầu nè. Rồi. Ô độ này. Rồi. Kính độ này. Rồi. Ốp phục này. Rồi. Khá nhiều rồi, nhiều đó là cũng mớ rồi đó. Bình dầu đậu nữa này. Đây con tay thắng. Đúng rồi, tay con tay thắng nữa. Rồi mấy cái lặt vặt, ví dụ như là mấy cái ốp bình xăng nó đầy đủ luôn. Rồi đuôi biển số đúc đít luôn. Nhìn nhanh luôn. Chẳng bùng luôn. Luôn. Hình như anh thấy hết rồi đó, xe còn chỗ nào ở đâu lên. Chắc hết chỗ lên là về với vậy không. Chỗ nào ở đâu lên. Cái này là cái miếng bảo vệ thôi nha, về không thích tháo ra nha. Nó bị, nói chung là nó bị nứt một xíu, mà này miếng bảo vệ không có gì liên quan tới xe đó. Nó gắn lắp luôn. Ốc tán, ô đo, đồng hồ. Đó. 8161 là hôm qua vừa lấy về luôn á. Trời. Rõ sao nè.
chưa có, mình chưa có vệ sinh xong vỏ nha anh em nha, tại hồi tối mới về thì là anh chạy bay lên lấy luôn rồi, lát vệ sinh vỏ lấy luôn rồi. Bây giờ bye bye về luôn hả? Rồi bye bye nha. Ốc à, ốc còn nguyên si luôn. Chút bên lau vỏ rồi, trong thời gian đó anh em mà đi ký giấy, ví dụ như chốt thì anh em đi ký giấy nha. Yeah. Bôi đồ zin đồ và đồ zin còn đầy đủ nha. Yeah. Không có thiếu món nào hết nha. Cái kính này đẹp nè. Kính này bên anh không có luôn, bên anh chỉ có kính màu này à. Anh có kính màu này. Không, kính zin nó thấp lắm, kính này kính độ hết. Mà anh kính có loại này. Kính zin của nó là thấp chủng mà, nó thấp chủng như con R3 ở ngoài á. Thấp gì nè. Ai mới thẩm định bên đây xong rồi giờ bắt đầu mình có bụng. Nó thấp gì nè. Cho anh em nghe tiếng AK coi. Để máy nghe coi. Để máy. AK Movic. Cái đồ zin sao nó, cái bô nó bắt đầu bị dài rồi, cái đuôi bô đuôi cái chuỗi cái bô mình chở sao mình chở về quái quá kiến quá. Mấy cái này nè là không phải sơn zin của nó, mấy cái này là mấy cái đồ chơi thôi cho nên nó dễ bị chóc lắm, sơn nó thường á. Bình thường mấy cái này bình thường, cái này tại vì mấy đồ chơi gánh thêm mà có thì mình lợi hơn cho mình thôi, có chống đổ thì nó đỡ, lỡ ngã nó đỡ. Đúng rồi nè. Em test xi nhan luôn đi. Hai giá nè, rất là đẹp mà, thấy không? Xi nhan thấy chưa, đẹp tuyệt vời. Con cực kỳ nhẹ nha. Con nhẹ hiều á. Cực nhẹ luôn. Nhẹ hiều à. Hôm qua bóp cái con này cũng lên rồi. Đây mà không có con nó nặng. Cái này cũng lên đồ chơi. Cũng này cũng đồ chơi rồi. Cũng nhẹ. Con này có chủ à? Ừ, có chủ luôn rồi. Trong khi có con nó cũng có chủ rồi. Đây, để vô đây cho anh em coi con này thì cũng lạ lắm. Xe này đang rửa cho anh em. Cho em coi con này cũng lỡ rồi, cho anh em coi luôn con R15. Con này chắc như vài bữa mới ha. Không, con này khách đặt rồi. Em mở lên cái đèn đẹp lắm, em mở cái đèn lên. Em nhìn nè, đèn đẹp lắm, đây, thấy không? Ra phía trước nè, ra phía trước. Thấy không? Lên đi cầu. Ở bên hông á, em chà nó cảm ứng á. Bên đây nè, bên đây. Trở về gáo rồi, đây nè. Đó, chà cái là cảm ứng. Hơi bị xịn đó. Đó, thấy không? Chà nhẹ thôi. Đó, thấy được, chà nhẹ này thôi. Đó, thấy chưa? Hơi bị xịn nha. Đó. Con này là cũng một của một anh em ở Sài Gòn đặt. Bộ zin nè, con tay con zin nè. Anh em. Thấy chưa? Nhìn cặp mắt nó nhưng mà cái không có. Cái điểm yếu á, thì bình thường cái điểm yếu của con R15 này á là khi mình rửa nước á là nó đã bốc hơi lên nước vô trong cái này. Mà chừng 1-2 ngày đã hết à, chừng về nửa tiếng 2 tiếng tùy xe đã hết à. Còn khi mà mình lên cái này á là nó bị nhiều hơn xíu. Lên cái này nó bị nhiều hơn xíu nhưng mà để 1-2 ngày đã hết à. Hiểu không? Cái điểm yếu của đầu đèn R15 là gì á? Nó bị ám thôi á, nhưng mà cái đó không ảnh hưởng gì tới xe á. Để 1-2 ngày nó hết. Đây cái đầu zin nó là như thế này. Đầu zin còn mới ken luôn á. Rồi chị nha. Để các anh em mình chụp vài tấm hình. Ủa con kia chạy xu chạy đâu trời.
R3 này về bữa quay clip nhá hàng cho anh em coi. R3 220, bộ đo 6.000 lướt. Phụ Apsida đồ này nọ. Đó, giờ mấy anh em ăn xong rồi mới về nha. Ăn bún thịt nướng xong mới về. Đó. Vui vẻ. Vui vẻ nha. Rồi mấy anh em ký giấy từ sáng giờ đó. Ký giấy từ sáng giờ là xong rồi, ăn trưa luôn hả? Thành ăn trưa luôn hả? Ăn trưa luôn. Rồi ăn trưa xong rồi, nói chung mà mình phải no bụng mình mới chạy xe về được đúng không? Rồi bye bye, chạy đi rồi anh sẽ xuất hiện trên clip. Ủa đường nào về ta? Tưởng hỏi anh Minh xe này chạy sao chứ. Không, đường nào về ta? Xe xăng đầy bình rồi á. Giọt đây.